bơi đâu nổi đâu. Nó qua được cái bức cua là nó cạn rồi đó. Thank you.
dắt lên là nó hết luôn à. Rồi ok, mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Đây còn ngày mai dài dài thế này nha. Đây còn lần này nữa nè. Lần này mình sẽ đặt ngay chân cái chỗ này là ngay chân cái cống cho nó nha. Làm từ từ nha.